Xin chào các bạn đã quay lại với kênh AnhMin Audio của mình. Kết thúc tập trước, cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ từ trong thạch đảo lan tràn ra, Tần Trần liền biết, nếu bản thân không ngăn cản tên khuê nhân này lại, thì không biết hắn sẽ thả ra thứ gì bên dưới thạch đảo này. Nghĩ đến đây, Tần Trần âm thầm truyền một đạo tin tức cho Ma Tạp Lạp và Khô Lâu Đà Chủ. Ngay khi nhận được tin tức của Tần Trần, thân hình hai người liền lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hai tên võ giả bị đoạt xá, cường thế xuất thủ, đem hai tên này chém giết. Nhìn thấy một màn này, làm cho rất nhiều dị ma tộc hậu nhân hoảng sợ gào lên nói, Ma Tạp Lạp đại nhân, ngươi đây là đang làm cái gì? Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, Ma Tạp Lạp lên tiếng nói, các ngươi hỏi ta làm cái gì sao, nếu vậy thì ta phải hỏi ngược lại một chút, là tên khuê nhân này đang làm cái gì, hắn dám phóng xuất ra thứ đáng sợ đang bị giam cầm ở đây. Nói đến đây, Ma Tạp Lạp liền quay sang nhìn Cổ Lạp Tư phẫn nộ gầm lên quát, sứ mệnh của chúng ta chính là thủ hộ tại đây để phòng ngừa thứ bị phong ấn dưới này xuất thế. Vậy mà hôm nay khuê nhân lại phóng thích ra quái vật kia, làm sao chúng ta có thể trợ giúp cho hành vi này của hắn được? Nghe mấy lời này của Ma Tạp Lạp, làm cho Cổ Lạp Tư như nhớ tới điều gì, trong con người toát ra hung quang, đứng đờ đẫn một chỗ. Chớp lấy thời cơ này, Phí lão cầm đầu đám người hướng phía Hồng Nhan Võ Hoàng đang chắn trước cửa thông đạo đánh tới, chỉ cần giết được nàng ta thì bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi đây rồi. Nhìn thấy đám võ giả điên cuồng xông lên, Hồng Nhan Võ Hoàng cũng trở nên điên cuồng hẳn lên, không chút do dự, nàng liền phun một ngụm tinh huyết lên trên thất khiếu linh lung cầu, chỉ thấy viên cầu này cấp tốc xoay tròn, tỏa ra hào quang vạn trượng, giống như một mặt trời nhỏ huyền phù trong hang đá này vậy. Phí lão thấy thế thì lập tức thôi động trận bàn, từng đạo trận quang theo đó cuồn cuộn bạo phát ra, cùng với hào quang của thất khiếu linh lung cầu liên tục va chạm vào nhau. Thế nhưng do tu vi của Phí lão dù sao cũng không bằng Hồng Nhan Võ Hoàng, nên khi thôi động thiên khống vạn chuyển trận bàn thì uy lực cũng không thể nào bằng được Hồng Nhan Võ Hoàng thôi động thất khiếu linh lung cầu cả, thế nên lão liên tục bị Hồng Nhan Võ Hoàng đẩy lui về phía sau. Mà đám võ giả ở phía sau thấy thế thì đều thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình để phá vỡ ngăn trở của Hồng Nhan Võ Hoàng, lao ra khỏi nơi này. Về phía khuê nhân, thấy Hồng Nhan Võ Hoàng bị cả đám võ giả công kích như vậy, hắn cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ. Giờ phút này hắn toàn lực thôi động đại trận, đem tất cả tinh huyết của đám người chết đi hấp thu vào bên trong cấm chế xung quanh hang đá. Theo số tinh huyết này bị hấp thu vào, làm cho thạch đảo triệt để vỡ ra, theo đó là một cổ khí tức sợ hãi từ dưới thạch đảo lan tràn ra. Tại dưới cổ khí tức này bao phủ xuống, làm cho đám võ giả ở đây thân thể chấn động kịch liệt, khí sắc trở nên trắng bạch, có không ít người do không thể chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía thạch đảo, chỉ thấy trong thạch đảo này đột nhiên tràn ra vô số huyết sắc khí tức, đang không ngừng lan ra xung quanh hang đá. Thế nhưng là mọi người sợ hãi, là người nào chỉ có tu vi võ hoàng khi bị huyết sắc khí tức này bao phủ xuống thì lập tức hóa thành các bụi luôn, ngay cả xương cốt cũng không còn. Sau khi mẫn diệt một đám võ hoàng, thì uy lực của huyết sắc khí tức kia trong nháy mắt tăng vọt, tiếp tục hướng đám người Phí lão quét đến. Cũng trong lúc đó, từ bên dưới thạch đảo lại tràn ra một cổ quy tắc chi lực. Bị cổ quy tắc chi lực này đảo qua, tức khắc mọi người đều thổ huyết, mà những người nào khi trước đã sử dụng qua quy tắc trái cây thì lúc này đều cảm thấy quy tắc chi lực trong thân thể đều bạo động lên, không còn chịu khống chế của bản thân nữa. Cảm nhận được điều này làm cho ánh mắt của đám người Phí lão hiện rõ sợ hãi, cả đám gầm lên một tiếng, liều mạng công kích Hồng Nhan Võ Hoàng, rút cuộc cuối cùng cũng khiến nàng ta lui lại, để lộ ra thông đạo ở phía sau. Không chút do dự, Phí lão là người đầu tiên hướng thông đạo này lao tới. Hồng Nhan Võ Hoàng thấy vậy thì liền phun ra một ngụm tinh huyết lên thất khiếu linh lung cầu, tức khắc viên cầu này liền bạo phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, nhằm thẳng đầu Phí lão đánh tới, nếu như bị trúng một kích này thì Phí lão chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Cảm nhận được nguy cơ, Phí lão lập tức thôi động thiên khống vạn chuyển trận bàn ngay, chỉ thấy trận bàn này bộc phát ra vô số trận quang, trong nháy mắt đã đem hắn bao vào trong rồi. Mà lúc này, công kích của thất khiếu linh lung cầu cũng đánh tới, chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang lên, đã thấy trận bàn kịch liệt rung động, trận quang bên trên cấp tốc tan ra, mà ở bên trong, Phí lão cũng theo đó mà bị đánh bay ra sát cửa thông đạo. Chớp lấy cơ hội này, Phí lão không chút do dự bỏ lại thiên khống vạn chuyển trận bàn, thân hình lão cấp tốc hướng thông đạo lao vút ra, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối thông đạo rồi. Hồng Nhan Võ Hoàng thấy thế thì sắc mặt tái xanh, nàng tận lực thôi động thất khiếu linh lung cầu để ngăn đám võ giả này lại, mà mất đi Phí lão, làm cho đám võ giả này liên tục bị Hồng Nhan Võ Hoàng đẩy lui ra sau. Về phía Tần Trần, hắn cũng không có chú ý đến đám võ giả bên này, ánh mắt của hắn dần trở nên ngưng trọng tập trung nhìn về phía thạch đảo. Hiện tại hắn mơ hồ cảm giác được, con quái vật kia vẫn chưa triệt để phá vỡ phong ấn, chỉ cần đem cấm chế trận pháp này phá hỏng là có thể ngăn cản đối phương giải trừ phong ấn rồi. Nghĩ đến đây, Tần Trần lập tức lao đến cấm chế phía trước hang đá, hai tay cấp tốc bày ra thủ quyết để phá vỡ cấm chế này. Đứng ở một bên thấy Tần Trần liên tục thi triển thủ quyết đánh lên cấm chế trận pháp, làm khuê nhân kinh hãi khi phát hiện, trận pháp cư nhiên lại truyền đến trở lực, tức khắc hắn gầm lên quát, tất cả các ngươi mau ngăn tên tiểu tử kia lại. Lời này vừa nói ra, liền có một tên dị ma tộc nhân hướng Tần Trần đánh tới, thế nhưng còn chưa chạm được vào người Tần Trần thì tên này đã bị ma tạp lạp đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài rồi. Khuê Nhân thấy vậy thì liền gầm lên, Cổ Lạp Tư tiền bối, xin ngài xuất thủ ngăn tên này lại. Cổ Lạp Tư nghe vậy thì trên mặt liền hiện ra vẻ do dự, nhất thời cũng không biết làm thế nào. Trong khi Cổ Lạp Tư còn đang do dự, đám dị ma tộc hậu nhân kia đã lao lên hướng Tần Trần đánh tới rồi. Đứng ở cách đó không xa, Trần Tư Tư thấy vậy thì lớn tiếng hô, Tần Trần, cẩn thận. Đúng lúc này, trên thạch đảo đột nhiên bạo phát ra một đạo huyết khí, trong chớp mắt đạo huyết khí này liền hướng một tên võ đế ở gần đó bao bọc lại, chỉ thấy tên võ đế này vừa kêu lên một tiếng thì cả người đã hôi phi yên diệt rồi. Ngay sau đó, đạo huyết khí kia liền hướng Trần Tư Tư quấn tới. Trần Tư Tư thấy thế thì trên mặt hiện rõ hoảng sợ, lúc này nàng rất muốn tránh né, thế nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi, nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo huyết khí kia bao lấy bản thân mà thôi. Huyền Ảnh Võ Hoàng thấy thế thì kinh sợ hô lên, Huyền Ma Phiên trong tay liền được nàng thôi động, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt bạo phát ra, đem Trần Tư Tư bao bọc lại, muốn đưa nàng lôi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi ma khí tiếp xúc với đạo huyết khí kia thì tức khắc tan rã, không những thế huyết khí kia còn lan đến tận Thiên Ma Phiên, trong nháy mắt đã làm kiện trọng bảo của Huyền Ma Tông này hư thối. Thấy Huyền Ảnh Võ Hoàng cũng không thể cứu được bản thân, làm Trần Tư Tư trở nên hoảng hốt, nàng gian nan quay đầu nhìn về phía Tần Trần, trước khi chết, nàng muốn được nhìn hắn lần cuối. Ngay khi ánh mắt vừa quay sang, thì nàng đã thấy Tần Trần hướng mình cấp tốc lao tới rồi. Lúc này nàng rất muốn mở miệng bảo Tần Trần không được qua đây, thế nhưng ngay cả một điểm thanh âm nàng cũng không nói ra được. Ngay sau đó, nàng đã thấy bàn tay Tần Trần nắm lấy tay mình ném ra ngoài. Theo thân hình bay ngược ra sau, Trần Tư Tư quay đầu lại nhìn, thì đã thấy Tần Trần bị đạo huyết sắc kia bao phủ lại rồi. Nhìn thấy cảnh này, làm nước mắt nàng không tự chủ được mà rơi xuống, nàng liền xoay người lại nhằm phía huyết khí kia lao tới, thế nhưng đúng lúc đó lại bị Huyền Ảnh Võ Hoàng kéo lại, một chưởng đánh ngất luôn. Ôm Trần Tư Tư trong tay, Huyền Ảnh Võ Hoàng nhìn về phía Tần Trần đang bị huyết khí kia thôn phệ, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó có thể tin, nàng cũng không ngờ tới, vì cứu Trần Tư Tư mà Tần Trần không tiếc bỏ ra tính mạng của mình. Về phía Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà Chủ, Cổ Thương Võ Hoàng, khi nhìn thấy Tần Trần bị huyết khí kia bao lại, thì trong lòng kinh hô thành tiếng. Thế nhưng làm bọn họ khiếp sợ là diệt hồn ấn trong đầu mình cũng không có tan vỡ, điều này chứng tỏ Tần Trần vẫn chưa có chết. Chỉ là hiện tại Tần Trần vẫn còn đang ở bên trong huyết khí này, thế nên ba người cũng không dám tùy tiện lao vào. Liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt ba người liền hướng Khuê Nhân nhìn đến, bọn họ biết, hiện tại chỉ có đem tên này giết chết, thì mới ngăn tên này không phá mở phong ấn nữa, lúc đó mới có thể tìm ra biện pháp để cứu Tần Trần. Quyết định xong chủ ý, ba người liền lao về phía Khuê Nhân đánh tới. Khuê Nhân thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên tái xanh, trong lòng tức giận không thôi, ngay lập tức hắn liền hướng về phía Cổ Lạp Tư hét lớn, Cổ Lạp Tư tiền bối, sự tình cũng không giống như Ma Tạp Lạp tiền bối suy đoán, xin thỉnh tiền bối ngăn cản mấy người này lại, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Trong khi bên ngoài sắp xảy ra đánh nhau lớn, thì lúc này ở bên trong huyết khí bao phủ, Tần Trần thống khổ gào thét, thế nhưng lại không thể nào kêu lên được, không những thế, linh hồn trong đầu hắn như bị cầm cố lại vậy. Dưới vô số huyết khí rót vào cơ thể, làm cho từng bắp thịt trên người Tần Trần rách hết ra, nếu không phải hắn đã luyện thành không gian thánh thể thì đã sớm mất mạng rồi. Thế nhưng đau đớn truyền đến cũng làm đầu Tần Trần trở nên rỗng tuếch, cả người ngây ra như gà gỗ, trong lúc nguy cơ đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một đạo không gian chi lực hiện lên, đem hắn thanh tĩnh lại, sau một khắc, lôi đình huyết mạch trong cơ thể liền tự thôi động, theo đó vô số lôi đình chi quang bắt đầu lan tràn ra khắp thân thể hắn. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.